Con nó lại. Con nó lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh giá như thế nào về cái trận ngày hôm nay thì mình cảm thấy mình đánh không hết, chưa hết khả năng của mình. Tại vì trước trận đấu thì mình gặp một trục trặc hơi nhỏ, là mình mới mổ tay được cái đây 3 ngày. Ngay cái chỗ hôi tay trái tay thuận nên mình không thể nào đấm hết lực được. Mình chỉ có chạm được đối thủ thôi. Thì mình cảm thấy là mình đánh không có đúng phong độ mình. Thì mình đã rất là may mắn là mình đã tập luyện rất là chăm chỉ để tập những cái phần mà mình thiếu sót để mình có thể đánh. Còn đối thủ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Đối thủ của bạn là một người khá là nhanh. Bạn theo chiều hướng kickboxing. Thì mình thường thường mình kỹ với mấy bạn nhanh thì hiệp 1 thì mình hơi dạng như là mình bắt đầu trận đấu hơi chậm nên mình chúng đọt. Vậy thì cái chiến đầu tay của bạn khá là tốt. Cái chiến thắng ngày hôm nay, cái đà vô địch thế giới ngày hôm nay thì nó có ý nghĩa như thế nào với Phát trong một năm mà bạn thi đấu khá là thành công? Một năm thì chiếc đà này có ý nghĩa với mình là nó sẽ giúp cho mình có thể đi ra những cái đấu trường lớn hơn. Thì ý nghĩa thì giúp cho những nói chung là nó mang ý nghĩa đến cho tất cả những người anh em của mình, đặc biệt là những người anh em tay môi Thái, lúc nào anh những người anh em khổ cực nhất lúc nào cũng dạng cố gắng để sống hết mình với đam mê và hy vọng một ngày nào đó sẽ được tỏa sáng. Thì mình giống như là mình là một người mang hy vọng cho những người anh em, giống như một tấm gương vậy, thì mình cảm thấy rất là vui. Phát đã trở thành chủ nhân của hai chiếc đai rất là quan trọng của may thế giới, đó là WBC quốc tế và WBC thế giới. Thì cái kế hoạch sắp tới chúng ta thì chúng ta level up mình lên như thế nào? Thì kế hoạch sắp tới thì mình sẽ theo sắp xếp của Shadow và Edison. Mình chỉ là có công việc là ăn tập thôi, còn mọi việc là công ty sắp xếp. Ok. Anh có hỏi là trước trận đấu này thì khi người ta nhắc đến Phát thì người ta vẫn nói nickname là người lật đổ tượng đài. Nhưng mà hôm nay thì có vẻ như nickname nó sẽ thay đổi, là người tạo ra lịch sử hoặc là mình đi vào lịch sử. Khi anh có một cái đài đầu tiên tại Việt Nam thì anh nghĩ sao về điều đó? Mình cảm thấy rất là vui, nhưng mà đó cũng không phải là cái thứ để cho mình dừng chân ngay bây giờ, cũng không phải là để cho mình sống trên đỉnh vinh quang quá lâu. Mình nói chung là nói tóm gọn là một câu là chưa xong, vẫn còn tiếp tục công việc. Khi mà nhắc tới Muay Thái thì người ta, thì là người hâm mộ vẫn thường nghĩ tới là những võ sĩ đến Thái Lan thì cũng như là một cái gì đó người Anh cả ở trong cái khu vực này. Vậy giả sử như nếu mà được chọn để mà đánh một trận tiếp theo mà đánh một võ sĩ Thái Lan thì sẽ muốn đánh ngay. Hiện tại thì Việt Nam mình võ vẫn chưa gọi là để dạng như là theo kịp được anh cả Thái Lan. Đây này là thật sự trong tâm của mình. Thì nếu mà mình được đánh với một võ sĩ Thái Lan thì thủ hạng top chẳng hạn thì mình sẵn sàng đón nhận thôi và sẽ tiếp tục tập luyện để chiến đấu. Vậy thì về năm sau thì có thể mình sẽ đánh ở One FC đúng không ạ? Ok, cái này là công ty sắp xếp thôi, mình không biết. Vậy thì mình sẽ có một cái kế hoạch nào đó để tập luyện, ví dụ như là với một huấn luyện viên không? Mình sẽ cái cách tập luyện của mình vẫn ưu tiên với team của mình thôi, tại vì những người anh em theo mình suốt những năm tháng khó khăn cực khổ đó, giờ những người anh em mình chỉ hiểu mình thôi, thầy mình, những người anh em của mình, mình chỉ có muốn tập với những người anh em mình. Ok, được không? Đợi một xíu cho mình quay lại, quay thêm cái đài một xíu.